Một chiếc xe nữa trong ngày hôm nay em sẽ bán cho toàn thể các bác. Đấy, nó đẹp như thế này luôn. Và là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc luôn. Thế nhưng mà chiếc xe này giá rất rẻ, chỉ có trên 100 ít thôi các bác nhá, là mình đã có thể sở hữu một chiếc xe rất là ok như thế này rồi. Nội thất của xe rất đẹp và bên ngoài cũng vậy. Đấy, sơn xi sáng bóng, thân vỏ đẹp và cái form của nó các bác nhìn xem, form đẹp như đồi cao đúng không ạ? Đấy, đẹp như là những mẫu xe đời cao và chạy thì rất là thích. Vì đây là một mẫu xe phân khúc hạng C các bác nhá, rất là dài, rộng và rất là to cao. Một chiếc xe mang tên là Samsung SM3 nhập khẩu nguyên con từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Đấy, hình thức bên ngoài thì em đang quay cho các bác xem đây. Lát nữa sẽ quay chi tiết phần nội thất và tất cả mọi thứ cho toàn thể các bác xem các bác nhá. Đấy, la trong lúc phanh đĩa, phanh ABS và lốp của xe vẫn còn rất là dày luôn. Và chiếc xe này có một cái ưu điểm, đấy là máy của chiếc xe là máy của Nissan Sunny 1.6 các bác nhá. Đấy, dòng xe Samsung người ta liên kết với lại dòng xe Nissan và đã nhập máy của dòng xe Nissan về lắp cho chiếc xe Samsung này luôn. Đấy các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong, các bác thấy này. Đấy, vô lăng tích hợp có túi khí an toàn và bên kia cũng có túi khí an toàn và đã có màn hình giải trí Android cỡ lớn loại to được đặt ở trên phần tắp nôi rồi. Cảm biến chống va chạm báo ở đây các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện nằm ở đây và có cục gương tự động nữa luôn các bác ạ. Đấy, sàn da và ghế của xe là ghế da loại xịn, loại tốt các bác nhá. Đấy, và những cái khóa cửa ở đây các bác nhìn xem, khóa cửa nó nhìn rất là sáng mới luôn này. Rất là sáng và rất là mới luôn này. Đấy, km của chiếc xe đang hiển thị trên đây là hơn chục vạn km các bác nhá. Đấy, táp lô này bằng chất liệu da các bác nhá. Đấy, và ghế bằng da cũng như là phần táp đi cánh cửa này. Đấy các bác nhá. Đấy, chỗ này bằng lỉ nhá, này bằng lỉ này và có viền đỏ được thiết kế lắp đặt ở đây này các bác này. Đấy, và thân vỏ khung sườn của mẫu xe Samsung này nó rất là cứng, nó rất là dày, mà nó dày như cam di luôn các bác nhá. Đấy, dòng này thân vỏ dày như cam di luôn, cho nên là chạy bao giờ nó cũng sự an toàn cao cho các bác nhà mình. Đấy, loa âm thanh hay và các bác mua về là cứ thế đi thôi, không cần phải sửa sang gì hết các bác nhá. Xe rất là sạch sẽ, gọn gàng từ trong cho ra đến ngoài là rất đẹp mắt luôn. Đấy, nó rất là đẹp mắt luôn các bác ạ. Đấy, tôn vỏ có kêu loang quang hết các bác nhá. Các bác mình đúng chân mẫu xe này thì cùng xem và cùng cảm nhận rồi liên hệ sớm với em để có một mức giá tốt nhất. Các bác mình dễ vào việc các bác nhá. Đấy, dễ vào việc. Dòng này thì phụ tùng nó rất là dễ và rất là nhiều, bởi vì thứ nhất là máy của nó là máy Nissan rồi. Máy Nissan Sunny thì các bác biết là phụ tùng nó nhiều nào rồi đúng không ạ? Xe dài rộng to cao cho nên là nội thất của xe đây các bác nhìn này, khoảng cách giữa những hàng ghế với nhau nó không bị chật hẹp đúng không ạ? Bộ ghế da của xe thì vẫn còn rất là mới nhá, vẫn còn rất là mới luôn. Cái khóa cửa ở đây các bác nhìn xem này, vẫn còn là trắng phau đúng không ạ? Đấy, và đây là vách cửa nhá. Đấy, tất cả những phần tắp đi cánh cửa bốn cánh của nó không có dấu hiệu gì là kém xấu như là bị rách hay là bị sứt. Đấy, gioăng cửa đẹp này, xe sạch sẽ gọn gàng. Đấy, từng chi tiết một nó đẹp như vậy, quan trọng là cái tiền nó quá ít đúng không ạ? Chẳng lẽ chiếc xe này bán chỉ có mấy chục chắc đúng không ạ? Hơn trăm thì nó là cái mức giá hợp lý các bác nhá. Đấy, la đang lúc phanh đĩa, phanh ABS là bốn bánh luôn các bác ạ. Phía sau có những mắt cảm biến chống va chạm và có camera lùi. Đấy, logo xe đây, Samsung SM3 nhá, chứ không phải xe Trung Quốc đâu. Nhiều bác bảo là logo này chắc là xe Trung Quốc nhưng không phải nhá. Bác nào mà mình chưa biết thì mình có thể tìm hiểu thêm. Đấy, đèn đóm của xe thì rất là mới này. Và cái phần này đấy, các bác nhìn xem nó bồng lên. Các bác nhìn xem nó rất là cao đúng không ạ? Rất là cao. Đấy, tại vì chiếc xe này nó dài mà, nó cao mà, cho nên cái clip nó rất là cao các bác nhá. Đuôi sau rất là cao luôn này. Đấy, đèn đóm xe thì còn rất là mới, sơn xi bóng mượt được cả xe các bác nhá, cả xe. Và tất nhiên xe không có lỗi như là tai nạn và ngập nước rồi. Đấy, pháp lý rõ ràng đầy đủ các bác nhá. Bác nào muốn sang tên định danh bên em làm hỗ trợ về chính biển cho các bác mình luôn, chính tên chính biển cho các bác mình luôn nhá. Đấy, vào đây tiếp tục này. Đấy, các bác đã thấy rõ ràng chưa, em quay rất là kỹ và rõ ràng cho toàn các bác xem mà. Đây, đồ nhựa đồ da nó đẹp như thế này nhá các bác nhá, đẹp như này luôn. Thất của xe rất là sạch sẽ. Đấy, đây các bác nhìn đi, chỗ này có gioăng này, gioăng lắp thêm, khóa cửa xe này. Đấy, rất là sáng đẹp như vậy. Ghế đẹp chưa, cái khuôn táp lô của dòng xe này thiết kế nhìn rất đẹp, nhìn như kiểu đời cao lắm tiền. Tuy rằng là 2010, chiếc này 2010, máy 1.6 số sàn có nhá, số sàn này gọi là MT đấy ạ, nên gọi là MT. Và đây táp lô của xe chỗ này được thiết kế bằng chất liệu da này, túi khí an toàn nằm ở đây này. Đăng kiểm của xe tháng 5 năm 2024 và thông tin của xe em đã ghi để trên đây rồi. Đấy, đây táp lô đây. Đấy, chỗ này cốp đồ này. Đấy, chỗ này một cái đầu giải trí này, hệ thống điều hòa
điều chỉnh ở đây các bác nhá. Đấy, chỗ này lấy điện ra 12V và chiếc xe này có thiết kế thêm là cam hành trình thôi. Đấy, có cam hành trình nằm ở đây các bác nhá. Đấy, màn hình âm thanh nghe rất là hay luôn các bác ạ. Màn hình Android cơ mà, đúng không ạ? Côn số lái của xe thì rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào tình cảm nha các bác nhá. Đây cái thanh tay, chỗ này là một cái tì tay cũng là một cái cốp đồ cho mình luôn. Đấy, và có tích hợp phím điều khiển được nằm ở phần bên đây. Đấy, phím điều khiển âm thanh nhá. Đấy. Xe máy số rất là ngon. Đấy, thân vỏ đẹp, thân vỏ không bị mục mọt, không bị đâm đụng tai nạn gì. Đấy, cửa đóng các bác nhìn xe rất là khít đều. Đấy, thân vỏ xe rất là khít đều các bác nhìn. Đấy, sơn xi mượt mà có thể soi được gương luôn. Kính của xe là không xước, đây các bác nhìn xem, kính của xe là không xước luôn. Không xước luôn. Nhập chưa các bác ơi? Đấy, gioăng của xe này, cái mép gioăng của nó này không bị sứt rách này. Nhiều con em thấy là những mép gioăng này nó bị sứt rách hết rồi. Con này chưa bị sứt rách các bác nhá. Đấy, bốn cánh cửa xe nó đẹp đều, sáng đều như này, nó tươi đều như này luôn các bác này. Ok chưa? Đây ok chưa? Đây nòng vách cánh cửa xe này. Đấy, cũng đã được dán thêm gioăng ở vị trí phần mép cánh cửa đi rồi nhá. Đấy, các bác xem như này mà các bác cần xem thêm gì đó, các bác mình bảo cho bên em biết, bên em gửi qua Zalo cho tận các bác mình xem thêm nhá. Xe thì rất là ok rồi. Bên em có thể chuyển xe đến tận nhà cho toàn thể các bác mua, cho toàn thể các bác xem. Các bác xem ưng, các bác mình thích, các bác mình thấy ok thì các bác mình xuống tiền mình mua các bác nhá. Đây là phía sau, ở đây các bác nhìn thấy có một cái loa rất là dài này. Âm thanh chiếc xe này nghe khá hay các bác nhá. Đấy khá hay, nó rất rộng rãi đi rồi. Đấy, trần của nó là trần nỉ nhá. Trần nỉ còn rất là mà sáng và rất là mới luôn đây các bác nhìn này. Rất sáng và rất là mới luôn. Đấy. Cửa đóng êm chắc. Kính không xước gì hết, đúng không ạ? Chiếc xe này thì chia sẻ với các bác là năm trước thôi. Chỉ năm trước thôi em bán là hơn 200 đấy. Nếu mà đầu năm trước em bán là hơn 200. Bây giờ chiếc xe này nó mất đi lửa giá rồi. Nên là các bác mình rất là dễ mua, rất là dễ bán nhá. Rất là dễ mua bán luôn đối với mẫu xe này. Đây. Các bác mình lại xem cho em. Có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương đây. Đúng không ạ? Đăng kiểm đây. Em quay thêm cho các bác mình xem. Xe khá đẹp luôn so với cái đời các bác nhá. Và so với giá tiền. Chiếc xe này thì đúng là nó chỉ mất thương hiệu thôi. Ít người biết đến thôi. Chứ còn thì chiếc xe này mà nó phổ biến rộng rãi thì đây là một trong những chiếc xe quá là ok, đúng không ạ? Thì giá không bao giờ nó ở cái mức giá là hơn trăm đâu. Đấy. Đấy, chạy sướng như là Camry luôn các bác nhá. Đấy, form dáng đẹp như Camry luôn, to cao dài rộng như vậy. Đấy, thiết kế form dáng quá đẹp mắt luôn. Không bị cổ đúng không ạ? Không bị mất dáng, mất mốt, mất mẫu. Đấy, các bác nhìn xem. Đầu xe, đèn đóm xe thì rất là sáng đẹp đây. Vâng, như vậy thì em quay cho toàn thể các bác xem đối với phần nội và ngoại thất của xe rồi. Bây giờ đến gầm và đến máy của xe các bác nhá. Các bác đang ngồi xem, rảnh tay nhấn cho em xin những lần thích, những lần tim và nhiều lần chia sẻ đi các bác ơi. Em cảm ơn ạ. Và đây, em đóng cửa lại thì bên đây nó sẽ thể hiện ra như thế này cho toàn thể các bác xem nhá. Cái form nó còn nguyên vẹn như này này. Đấy, cái form nó đẹp chưa? Đấy, form cực chuẩn luôn các bác nhá. Form quá chuẩn luôn. Đây các bác nhìn xem, form nó quá chuẩn luôn này. Khe mép khít đều, thân vỏ căng mọng, đúng không ạ? Rất là căng mọng luôn này. Đây, gầm đây, em mời các bác xem đối với cái gầm của xe nhá. Gầm nó đây, đấy, gầm nó đây. Gần bắn là bắn thôi. Vâng, ngay bây giờ thì là đến cái phần khoang máy động cơ của nó. Capo thì em đã mở rồi, em hé rồi. Bây giờ chỉ việc là cho tay và sò vào cái lẫy ở trong đây thôi, nâng lên thôi. Trong đấy nó có cái lẫy thôi nhá. Mình chạm vào cái lẫy đấy hoặc là mình nâng capo là được không? Đây rồi. Máy số ngon nhá. Máy Nissan các bác nhá. Đây, quay cho bác xem này. Đây các bác nhìn xem có chữ Nissan này này. Đấy, cái chữ Nissan này có nhìn chưa? Đấy, chữ Nissan có ký hiệu luôn. Logo đấy rồi. Nó khoang máy đây. Máy như kiểu máy của dòng xe Sunny đấy ạ. Đấy, khoang máy đây, cabo đây. Máy số ngon các bác nhá. Xe mua về như em đã nói là chỉ được đi thôi. Đổ xăng là chạy, không cần phải làm gì. Ký hiệu loanh quanh tầm khoảng là 6 đến 7 lít trên 100 km đối với chiếc xe này. Như vậy thì các bác thấy em đã quay xong rồi. Các bác liên hệ sớm cho bên em theo 3 số điện thoại sau để được biết thêm thông tin và để được thương lượng bớt trả giá đối với mẫu xe này hoặc là những mẫu xe khác bên em các bác nhá. Là số 0938586307 và 0389
0000555 và 0335838389. Ba số này bên em có Zalo các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có chương trình là ship chuyển xe, giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển cho toàn thể các bác trên toàn quốc. Rồi bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ, giá tốt nhất cho toàn thể các bác các nhá. Và các bác đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác mình đã quan tâm ủng hộ. Em xin được tạm dừng video ở tại đây.